Dạ vâng, chào mừng quý chị đã đến với livestream của nhà sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Si sẽ giới thiệu đến quý chị các sản phẩm quần short đồng giá sẽ là 150k trên một sản phẩm bất kỳ. Và quý chị mua hai sản phẩm sẽ được free ship trên toàn quốc. Các bạn ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và ngày hôm nay thì sẽ là một đợt lên shop cuối cùng trong năm nay, nên là quý chị nào chúng ta chưa sắm thì chúng ta nhanh tay là chúng ta lựa chọn các mặt hàng trong buổi live. Và quý chị không để quý chị chúng ta đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên xin được giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần short tông màu nâu nhạt. Em này sẽ là một con short kaki, form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng suông này, ống rất là rộng rãi thoải mái luôn. Mã sản phẩm sẽ là C126, chiều dài là 48, bụng là 80 và phần ống sẽ là 31 cm. Em này thì bác nào thường mặc quần size 30 là có thể lựa chọn này, độ mới rất là cao. Và những cái sản phẩm quần short kaki mặc lên form dáng cũng rất là chuẩn chỉnh cho mình luôn. Em này thì cũng đầy đủ thiết kế túi trước túi sau cho các bác chúng ta sử dụng, mình đựng ví tiền điện thoại này. Tông màu nâu thì nó sẽ là cái tông màu rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Mã sản phẩm sẽ là mã C126. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần short form dáng của mình, nó sẽ là kiểu một con quần short túi hộp, thiết kế quần kiểu form quần ngố đây. Mã C127, chiều dài là 63, bụng là 74, đùi sẽ là 21. Với sản phẩm này thì quý chị thường mặc quần khoảng size 27, size 26, 27 là các bác có thể là yên tâm lựa chọn em này rồi. Một thiết kế quần đến từ thương hiệu Kepa USA, chúng ta có đầy đủ tem mác chính hãng của thương hiệu được gắn ở bên trên túi quần này. Mã C127, các bác có thể là coi qua một chút toàn bộ form dáng của sản phẩm. Em này thì mặc lên nó sẽ khá là gọn gàng vì là cái form của nó sẽ hơi ôm một chút này. Còn cái tông màu đen thì nó là tông màu truyền thống rồi, nên là các bác cũng không cần quá lăn tăn thì mà chúng ta lựa cho em này mã C127. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con quần với tông màu nâu và cũng là một thiết kế quần short túi hộp luôn. Chất liệu của mình sẽ là chất vải kaki. Mã sản phẩm là C128, chiều dài là 48, bụng là 68 đến 82, phần ống sẽ là 32 cm. Các bác mặc quần size nhỏ hơn 31 là có thể lựa em này. Phần cạp thì nó sẽ là thiết kế cạp chun co giãn này, còn có thêm một cái dây đai như này để các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp cho nó vừa vặn hơn với số đo vòng bụng của mình. Em này sẽ là thiết kế kiểu quần short thể thao, form dáng thể thao rất là trẻ trung năng động. Mã C128, bác nào yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần với tông màu đen. Em này thì sẽ là một con quần short thể thao, chất vải thể thao rất là mềm mịn thoáng mát này, một thiết kế đến từ thương hiệu Lin. Mã sản phẩm là C129, chiều dài là 46, bụng là 84 đến 100, phần ống sẽ là 29 cm. Quý chị thường mặc quần size L hoặc là các bác mặc quần size từ 32 đến 40 thì có thể lựa chọn em này. Với tông màu đen thì các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau rồi. Mã C129. Tiếp theo thì sẽ là một con quần form quần ngố này. Em này thì sẽ là thiết kế cái họa tiết dằn di, cho bác nào yêu thích cái họa tiết dằn di bộ đội thì các bác có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Phần cạp của mình mặt đằng sau thì sẽ là cạp chun co giãn, đằng trước thì có đầy đủ cúc khóa để cho quý chị chúng ta sử dụng. Mã C130, chiều dài là 69, bụng là 76 đến 82, đùi là 29 và ống sẽ là 21 cm. Size của sản phẩm sẽ từ 28 đến 31 là các bác có thể mặc vừa. Em này cũng là một con quần túi hộp luôn, rất là trẻ trung năng động cho quý chị này. Bác nào mà yêu thích cái form kiểu quần ngố thì các bác lựa em này mặc rất là ok luôn. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta mặc hàng ngày ở nhà hoặc là các bác mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi cũng rất là ok. Mã C130. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con quần short kaki. Em này thì sẽ là một thiết kế với cái tông màu nâu nhạt, chất liệu kaki giấy dạng này, lên form dáng cũng rất là chuẩn chỉnh cho mình. Mã sản phẩm là C131, chiều dài là 58, bụng là 92 đến 98, phần ống là 26 cm. Size của sản phẩm sẽ từ 36 đến 39 là các bác có thể mặc vừa. Em này cũng là một thiết kế form suông, ống rộng rãi thoải mái luôn. Chất của mình sẽ là chất kaki giấy dạng không co giãn này, các bác mặc lên đúng chuẩn chỉnh form dáng của sản phẩm. Phần cạp của mình cũng là thiết kế cạp chun thôi nên là các bác yên tâm mặc thoải mái dễ chịu cho mình. Mã C131, độ mới của sản phẩm cũng còn rất là cao. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con quần short bò. Và bác nào yêu thích những cái sản phẩm quần short bò thì có thể lựa chọn sản phẩm này. Mã C132, chiều dài là 86, bụng sẽ là
chiều dài sẽ là 51, bụng là 86 và phần ống sẽ là 33 cm này. Em này thì sẽ là size 33. Đó, các bác có thể là coi qua một chút các cái thiết kế của sản phẩm. Một con quần short bò chất liệu rất là dày dặn luôn, mã C132. Đó, mã của sản phẩm sẽ là C132. Tiếp theo thì sẽ là một thiết kế quần với tông màu đen. Em này thì mặc được hai kiểu này. Các bác có thể là mặc cái form suông như này, hoặc là quý chị có thể là sắn thêm một vài cái phần gấu lên. Chúng ta có một cái phần dây cũng như là cúc ở đây để quý chị chúng ta sắn gấu này. Mặc như này thì nó cũng rất là trẻ trung và cũng thoáng mát hơn cho mình. Mã sản phẩm là C133, chiều dài là 80, bụng là 78 và phần ống là 21 cm. Size của sản phẩm này sẽ là size 29. Và cho quý chị chúng ta coi tem mác của thương hiệu. Em này thì sẽ là một thiết kế của thương hiệu Airwork này. Đây là một thương hiệu của Mỹ. Đó, tem mác đầy đủ rõ ràng luôn này. Các bạn yên tâm, nhà Sành Đồ Si cũng cam kết với quý chị là toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng này. Với sản phẩm này nó sẽ là tông màu đen nên là cũng rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ luôn. Rồi mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì cũng là một con quần short bò, tuy nhiên thì cái tông màu của em này nó sẽ là cái tông màu đậm và chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu jean co giãn nên là các bác mặc em này nó sẽ rất là thoải mái này. Phần cạp cũng là thiết kế cạp chun, mã sản phẩm là C134, chiều dài là 62, bụng là 68 đến 90 và phần ống sẽ là 20 cm. Size của sản phẩm thì các bác mặc quần size từ 24 đến 35 là đều có thể vừa vặn với sản phẩm này. Form dáng của mình nó sẽ hơi ôm một chút nên là mặc lên nó rất là gọn gàng, nhưng với cái chất liệu co giãn thì bác yên tâm là rất là thoải mái, dễ chịu cho mình luôn. Rồi chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần short tông màu xanh rêu, cũng là một cái thiết kế chiều cái form nó khá là dài. Mã sản phẩm là C135, chiều dài là 71, bụng là 80 và ống là 20 cm. Size của sản phẩm sẽ là size 30. Em này độ mới rất là cao luôn. Và cái tông màu nâu rêu, cái tông màu rêu này thì cũng là cái tông màu rất là trẻ trung để cho quý chị chúng ta lựa chọn. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà Sành Đồ Si. Chất vải của mình sẽ là chất vải kaki, mã C135. Tiếp theo chúng ta đến với một con quần kaki tông màu nâu nhạt. Em này thì sẽ là một thiết kế với cái phần gấu được sắn lên này. Nó sẽ là thiết kế rất là trẻ trung, mã C136, chiều dài là 46, bụng là 74 và phần ống sẽ là 29 cm. Size của sản phẩm sẽ là size 27 và bên trong này thì sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu này. Các bác về các bác có thể là check lại kiểm tra thoải mái luôn. Form dáng của mình thì sẽ là thiết kế form suông, ống tương đối là rộng rãi này. Mặc em này trong mùa hè thì nó cũng rất là thoáng mát cho mình. Chất vải kaki mềm thấm hút mồ hôi tốt, mã C136. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì cũng là một con quần short. Quần short kiểu dáng dằn di. Cái họa tiết của mình nó sẽ là kiểu họa tiết dằn di. Đây là cái họa tiết mà các bác, các chú rất là thích luôn. Mã C137, chiều dài là 68, bụng là 86 và phần ống là 27 cm. Size của này sẽ là size 33. Một con quần rất là trẻ trung năng động này. Và mình cũng có cái thiết kế túi hộp ở hai bên ống quần rộng rãi để cho các bác chúng ta có thể là đựng theo ví tiền, điện thoại hoặc là một vài cái vật dụng mà các bác muốn mang theo bên người. Đó, và bên trên này thì chúng ta còn có thêm một cái dây đai để cho quý chị chúng ta điều chỉnh phần cạp cho nó vừa vặn hơn với số đo vòng bụng của mình. Trong này thì sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Mã sản phẩm sẽ là C137. Mọi thông số thì các bác có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình. Nhà Sành Đồ Si đã ghi lên rất là cẩn thận và đầy đủ để cho các bác chúng ta tiện theo dõi rồi. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần short tông màu xanh rêu. Em này cái tông màu của nó rất là đẹp luôn. Mã là C138, chiều dài là 59, bụng là 70 và phần ống là 26 cm. Size của sản phẩm này sẽ là size 25 và đây cũng là một con quần short túi hộp này. Chất liệu của mình sẽ là chất vải kaki. Em này rất là dày dặn lên, form dáng cực kỳ chuẩn chỉnh cho mình luôn và cái độ mới của sản phẩm thì cũng còn rất là cao. Một thiết kế đến từ thương hiệu Uniqlo, chúng ta có đầy đủ tem mác ở đây. Uniqlo thì là một thương hiệu đến từ Nhật Bản, cũng rất là được người Việt chúng ta ưa chuộng. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là mã C138 này. Tiếp theo thì chúng ta đến với một thiết kế quần short tông màu nâu. Em này là một thiết kế suông trơn đơn giản. Mã sản phẩm sẽ là C139, chiều dài là 59, bụng là 82, phần ống sẽ là 24 cm. Size của sản phẩm này sẽ là size 31 này. Và em này thì sẽ là một thiết kế với cái form dáng hơi ôm, mặc lên nó sẽ rất là gọn gàng nhưng mà yên tâm vẫn đảm bảo cho các bác là chúng ta mặc lên nó thoải mái dễ chịu. Bác nào mà yêu thích cái phong cách tối giản, những sản phẩm suông trơn đơn giản thì mình có thể lựa ngay sản phẩm này. Mã sản phẩm sẽ là C139
139 này. Tiếp theo sẽ là một purple shop tông màu xanh cam. Đây cũng là một trong những cái tông màu mà được quý chị chúng ta lựa chọn rất là nhiều. Em này thì sẽ là một con quần ngố và sẽ là một thiết kế có túi hộp vuông ở hai bên, mã C 140, chiều dài là 74, bụng là 72-80, phần đùi là 28 và ống là 22 cm. Size của sản phẩm sẽ từ 26-30 là các bác có thể mặc vừa. Em này là một thiết kế quần rất là trẻ trung và cũng rất là lịch sự để các bác có thể lựa chọn mình mặc đi ra ngoài cũng như là mặc đi chơi này. Chất liệu thì rất là đẹp nên là các bác yên tâm, nó sẽ là chất vải kaki, mã C 140. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm nữa, cũng là một con quần ngố luôn. Em này thì là một thiết kế có họa tiết lại gần một chút để các bác có thể là coi kỹ hơn màu sắc cũng như là các cái họa tiết thiết kế của sản phẩm. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu Lee, đây là một thương hiệu thời trang rất là lớn của Mỹ luôn. Mã sản phẩm sẽ là C 141, chiều dài là 75, bụng là 78 và ống là 18 cm. Với sản phẩm này các bác thường mặc quần size 29 là các bác có thể yên tâm vừa mặc sản phẩm này. Em này thì mặc lên nó sẽ là cái form hơi ôm này, nên là bác nào muốn mặc những cái form dáng nó gọn gàng thì có thể lựa em này. Mã sản phẩm sẽ là C 141, độ mới của sản phẩm còn rất là cao luôn. Mình sẽ có những cái thiết kế túi ngang ở đây và túi đều có khóa, các bác chúng ta đựng đồ cũng không lo là bị rơi bị mất. Rồi tiếp theo thì sẽ là một con quần thể thao. Em này sẽ là một thiết kế quần tông màu đen và nó sẽ là một con quần đen trơn rất là đơn giản, dễ mặc, dễ dùng. Các bác lựa em này chúng ta mặc hàng ngày cũng như là mặc ở nhà, mặc đi ngủ sẽ rất là thoải mái này. Mã C 142, chiều dài là 50, bụng là 86-100 và phần ống sẽ là 29 cm. Size của sản phẩm thì các bác mặc quần size từ 33-40 là có thể lựa ngay cái sản phẩm này. Độ mới của em này cũng còn rất là cao, mã C 142. Tiếp theo thì vẫn lại là một con quần thể thao, tuy nhiên em này thì sẽ là một sản phẩm tông màu xanh tham và mã sản phẩm sẽ là C 143, chiều dài là 48, bụng là 68-84, phần ống sẽ là 34 cm. Size của em này sẽ là size L. Bác nào thường mặc quần size L thì có thể lựa ngay cho mình sản phẩm này. Một thiết kế quần chất vải thể thao co giãn này, mặc lên cực kỳ thoải mái, dễ chịu cho mình, đặc biệt là chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay thì rất là hợp lý luôn, mã C 143. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần short tông màu trắng này, cho bác nào yêu thích những cái tông sáng màu. Mã sản phẩm là C 144, chiều dài là 49, bụng là 80, đùi là 28 và ống sẽ là 22 cm. Bác nào thường mặc quần size 30 là yên tâm vừa bạn với em này luôn. Với cái tông màu trắng thì nó sẽ rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Rồi tiếp theo thì sẽ là một con quần tông màu xanh than. Em này cũng là một thiết kế form quần ngố này, mã C 145, chiều dài là 67, bụng là 88, ống là 21 và size của sản phẩm sẽ là size 34. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Xinh. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu Double Focus này, mã sản phẩm sẽ là mã C 145. Thông số thì các bác có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần kaki tông màu hồng. Em này là một thiết kế đến từ nhà GAP, đây là một thương hiệu thời trang rất là lâu đời của Mỹ. Mã sản phẩm là C 146, chiều dài là 53, bụng là 84, ống sẽ là 25 cm. Với sản phẩm này thì quý chị thường mặc quần size 32 thì có thể lựa cho mình sản phẩm này. Các bác yên tâm là mặc em này nó sẽ rất là trẻ trung. Cái thiết kế của mình màu sắc nó hơi lộn bật một chút nhưng mà lại là một sản phẩm trơn nên là cũng rất dễ để cho các bác chúng ta sử dụng, mã C 146. Tiếp theo thì sẽ là một con quần với tông màu đen này. Em này thì nó sẽ là cái chất vải rất là dày dặn luôn, lên form dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình. Mã C 147, chiều dài là 60, bụng là 80 và phần ống sẽ là 22 cm. Size của sản phẩm này sẽ là size 30. Bác nào yêu thích tông màu đen và yêu thích những cái thiết kế tối giản thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay, mã C 147. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần với tông màu xanh nhạt. Em này sẽ là cái kiểu tông màu xanh mint. Đây là một thiết kế của nhà West Point và thương hiệu này là một thương hiệu của Malay. Mã sản phẩm sẽ là C 148, chiều dài là 46, bụng là 74, phần ống sẽ là 29 cm. Quý chị thường mặc quần size 27 thì các bác yên tâm vừa mặc thoải mái với em này luôn. Cái form dáng của mình nó sẽ là form suông ống rộng này và độ mới của sản phẩm cũng còn rất là cao. Thiết kế thì basic đơn giản, rất là dễ để cho các bác chúng ta sử dụng. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần short tông màu xanh rêu. Em này cũng là một thiết kế của
của nhà GAP, mã sản phẩm là C149, chiều dài là 56, bụng là 60-72, đùi là 26 và ống sẽ là 22cm. Size của sản phẩm sẽ từ 23-26 là các bác có thể mặc vừa. Em này cái form nó sẽ là form ôm này, mặc lên cực kỳ gọn gàng cho mình luôn. Và với cái thiết kế cặp chun, nó là cặp chun co giãn này, là nó sẽ rất là vừa vặn với cái vòng bụng của mình. Mã C149 này, một thiết kế của nhà GAP, độ mới cũng còn rất là cao. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần tông màu nâu nhạt. Em này là một con quần short kaki, một thiết kế trơn đơn giản, mã C150, chiều dài là 43, bụng là 72, đùi là 31 và ống là 28cm. Em này thì sẽ là size 26 này. Và cái sản phẩm của mình sẽ là một thiết kế của nhà J. Crew, đây cũng là một thương hiệu của Mỹ, tem mác đầy đủ rõ ràng luôn, nên là các bác hoàn toàn yên tâm lựa chọn các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay chốt đơn với nhà Sành Đồ Si, cũng là một sản phẩm quần rất là dễ mặc dễ dùng, mã C150 này. Toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay thì sẽ sale đồng giá là 150k trên một sản phẩm bất kỳ, và quý chị chúng ta mua hai sản phẩm sẽ được free ship trên toàn quốc luôn. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này sẽ có mã là C151, chiều dài là 51, bụng là 72, đùi là 25 và ống sẽ là 12cm. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Pack Number, với tông màu của mình sẽ là tông màu xanh nước biển, một cái tông màu rất là trẻ trung và cũng rất dễ để các bác chúng ta phối đồ. Thiết kế đầy đủ túi trước túi sau cho mình đựng ví tiền điện thoại này, mã sẽ là C151. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, đây lại là một thiết kế đến từ thương hiệu Lee. Như đã giới thiệu thì Lee là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ luôn, nên là bác nào chúng ta yêu thích cái dòng sản phẩm của Lee thì nhanh tay chúng ta chốt đơn. Mỗi sản phẩm mình có duy nhất một chiếc mà thôi. Mã của sản phẩm này sẽ là C153, chiều dài là 66, bụng là 70 và phần ống sẽ là 21cm. Với sản phẩm này các bác thử mặc quần size 25 này là có thể yên tâm vừa vặn với em này. Một thiết kế rất là đẹp và chính hãng đến từ thương hiệu Lee. Chất liệu của mình sẽ là chất kaki dày dặn và nó sẽ là không co giãn. Các bác mặc lên đúng chuẩn chỉnh form dáng của sản phẩm. Mã C152, độ mới cực kỳ cao luôn. Tiếp theo sẽ là một thiết kế quần với tông màu ghi đậm. Em này thì sẽ là một thiết kế quần short túi hộp, nó sẽ là cái form quần ngố này. Mã sản phẩm là C153, chiều dài là 77, bụng là 88 và ống là 23cm. Bác nào thường mặc quần size 34 là có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Thiết kế rất là trẻ trung năng động này. Mã sản phẩm sẽ là C153, độ mới của em này cũng còn rất là cao. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần short thể thao. Em này sẽ là một thiết kế tông màu xanh lá, mã sản phẩm là C154, chiều dài là 48, bụng là 74-94, phần ống là 28cm. Size của sản phẩm sẽ là size M, hoặc là quý anh chị thường mặc quần size từ 27-37 là cũng đều có thể vừa vặn với sản phẩm này. Đây là một thiết kế của thương hiệu Umbro, đây là một thương hiệu thời trang của Anh. Chúng ta có logo thương hiệu được in ở bên dưới gấu quần, mã C154 này. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là một con quần tông màu xanh rêu. Chất của mình sẽ là chất vải mềm, chất thấm hút mồ hôi tốt, mã C155, chiều dài là 49, bụng là 74 và phần ống là 27cm, dành cho quý chị thường mặc quần size S. Và em này thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Gu, đây là thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm này. Bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì chốt đơn với nhà Sành Đồ Si. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần tông màu vàng. Em này sẽ là cái tông màu khá là đậm và cũng khá là nổi bật, mã C156, chiều dài là 56, bụng là 92, ống sẽ là 25cm. Size của sản phẩm sẽ là size 36. Đây là một thiết kế quần với form dáng suông, ống cũng rất là rộng rãi thoải mái này. Chất liệu của mình cũng là cái chất vải rất là mềm mại. Các bạn yên tâm là mình giặt giũ thoải mái thì cũng không lo cái chất liệu của mình nó bị bay bị nhão. Mã sản phẩm sẽ là C156, một sản phẩm quần short cũng rất là trẻ trung năng động. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, đây sẽ là một thiết kế quần short kaki. Em này thì cái phần cúc của mình sẽ là một hàng cúc luôn, nó sẽ là thiết kế không có khóa này. Và đây là một thiết kế của nhà Polo by Ralph Lauren, một thương hiệu thời trang rất là lớn của Mỹ, chuyên về những cái dòng hàng từ cận cao cấp đến cao cấp này. Mã sản phẩm sẽ là C157, chiều dài là 56, bụng là 76 và ống là 25cm. Em này thì bác nào thường mặc quần size 28 thì có thể vừa vặn với em này rồi. Thiết kế rất là đơn giản thôi nhưng lại là một sản phẩm mặc lên form dáng rất là đẹp. Và cái thứ hai nữa là cũng rất là trẻ trung khi mà quý chị chúng ta sử dụng em này. Một thiết kế chính hãng đến từ nhà Polo by Ralph Lauren, chất liệu của mình là chất vải dày dặn không co giãn này. Mã sản phẩm sẽ là C157, một con quần với độ mới rất là cao. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần short tông màu xanh than. Em này thì sẽ có mã là C158, chiều dài là 53, bụng là 90, phần ống là 23cm. Size của sản phẩm sẽ là size
size 36. Đây cũng là một cái thiết kế quần short rất là dễ mặc, dễ dùng. Đặc biệt là với tông màu xanh than thì các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Em này thì sẽ là chất vải kaki mềm, mặc lên thoáng mát dễ chịu, và cái độ thấm hút mồ hôi của nó cũng rất là tốt để các bác mặc trong mùa hè năm nay. Mã C158 này. Còn ngoài ra các cái chi tiết khác thì đa số là giống như các sản phẩm vừa rồi. Chúng ta cũng có túi trước túi sau đầy đủ để các bác đựng ví, tiền, điện thoại. Mã C158. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con quần thể thao. Đây là một thiết kế đến từ nhà Lacoste Sporty. Đây là một thương hiệu thời trang của Pháp. Đây các bác có thể coi thì mặt đằng sau chúng ta có logo và tên của thương hiệu được in ở bên trên quần này. Mã sẽ là C159. Chiều dài là 70, bụng là 66-82 và phần ống sẽ là 20cm. Các bác mặc quần size nhỏ hơn 31 là có thể lựa ngay cho mình sản phẩm này. Một thiết kế chính hãng đến từ nhà Lacoste Sporty. Với thiết kế tông màu đen thì các bác rất là dễ để cho các bác chúng ta sử dụng luôn, vì đây là cái tông màu truyền thống rồi. Mã C159. Chúng ta đến với mã C160. Em này sẽ là một con quần với tông màu trắng, cũng là một thiết kế quần thể thao thích hợp để các bác chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày ở nhà, cũng như là mặc đi ngủ này, mặc đi tập luyện buổi sáng thì cũng rất là ok. Mã C160, chiều dài là 49, bụng là 82-106, đùi là 34 và ống sẽ là 27cm. Em này thì các bác thường mặc quần size M là có thể lựa chọn rồi. Chất vải rất là mềm mịn và nó sẽ là chất không có giãn, các bác giặt giũ thoải mái cũng không lo chất liệu bị bay bị nhão luôn. Đây thì sẽ là một cái logo của thương hiệu. Mã sản phẩm là C160. Tiếp theo thì sẽ là một con quần với cái form dáng khá là rộng rãi này. Em này thì sẽ là một thiết kế với cái size khá là lớn. Mã của mình sẽ là C161, chiều dài là 52, phần bụng là 102 và ống sẽ là 35cm. Với sản phẩm này thì bác nào thường mặc quần size 40 thì có thể lựa cho em này. Và chúng ta sẽ có một cái phần đai, dây đai ở đây để cho các bác điều chỉnh phần cáp cho nó vừa vặn hơn với số đo và bụng của mình. Form dáng rất là đẹp và độ mới cũng rất là cao. Quý chị nào thường mặc quần size 40 thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm quần short này, mã C161 này. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần tông màu xanh than, mã C162, chiều dài là 50, bụng là 82-90 và phần ống sẽ là 25cm. Với sản phẩm này thì quý chị mặc quần size từ 31-35 là yên tâm vừa vặn. Em này chất vải rất là mềm mịn luôn nên là đảm bảo với quý chị là mặc lên nó rất thoải mái dễ chịu, và bộ cúc khóa làm cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ cho mình. Thiết kế tông màu xanh than rất là dễ mặc dễ dùng, mã C162. Và tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần short thể thao tông màu đen. Em này là một thiết kế của thương hiệu Champion. Đây là một thương hiệu thời trang của Mỹ. Mã sản phẩm là C163, chiều dài là 51, bụng là 72-102, phần ống sẽ là 29cm, size M, hoặc là các bác mặc quần size từ 26-31 là có thể vừa vặn với sản phẩm này. Thiết kế quần short thể thao thì nó sẽ là những cái sản phẩm rất là dễ sử dụng rồi, nên là các bác chúng ta cũng không cần quá lăn tăn khi mà chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm này, mã C163. Và tiếp theo thì cũng là một con quần short thể thao, tuy nhiên em này sẽ là một thiết kế với cái tông màu khá là nổi bật, nó sẽ là thiết kế tông màu cam. Và em này sẽ là một thiết kế của nhà ASICS. Đây là một thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Mã C164, chiều dài là 55, bụng là 62-92 và phần ống sẽ là 29cm. Quý chị nào thường mặc quần size L thì có thể lựa chọn cho mình sản phẩm này. Form suông rộng rãi thoải mái này. Em này các bác có thể lựa chọn mình mặc đi tập luyện thể dục thể thao, hoặc là các bác đi chơi những bộ môn thể dục thể thao, chúng ta mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi ngủ thì đều rất là ok. Mã C164, một sản phẩm chính hãng của thương hiệu ASICS. Và tiếp theo chúng ta đến với mã C165, chiều dài là 59, bụng là 84 và ống là 32cm. Quý chị thường mặc quần size 32 thì có thể lựa ngay sản phẩm này. Độ mới rất là cao và cái tông màu của mình phối cũng rất là đẹp này. Em này mặc trong mùa hè thì cũng rất là nổi bật cho mình luôn. Với sản phẩm này các bác lựa mặc đi chơi cũng được, vì là cái thiết kế của nó rất là đẹp, cũng rất là nhã nhặn. Và chúng ta còn có thêm một cái dây đan chéo ở đây để các bác điều chỉnh phần cạp cho nó vừa vặn hơn với số đo vòng bụng của mình. Mã C165, quý chị có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Lucy. Tiếp theo chúng ta đến với một con quần short họa tiết kẻ ngang. Em này thì sẽ là cái tông tối màu thôi nên cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta sử dụng. Mã C166, chiều dài là 46, bụng là 82 và phần ống sẽ là 24cm. Với sản phẩm này thì quý chị thường mặc quần khoảng size 31 là các bác có thể lựa cho em này dùng. Để các bác có thể là coi qua form dáng này, em này thì sẽ thích hợp để quý chị chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi ngủ. Chất liệu thì rất là mềm mại luôn. Mã sẽ là C166. Độ mới của sản phẩm thì cũng còn rất là cao. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một thiết kế quần với tông màu đỏ mật. Em này cũng là một thiết kế quần form dáng thể thao này. Mã sản phẩm sẽ là C167.
Và thông số của sản phẩm như sau: chiều dài sẽ là 56, bụng là 74-104 và phần ống sẽ là 39cm. Size của sản phẩm thì các bác mặc quần size từ 27-42 là có thể lựa chọn em này rồi. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form suông ống rất là rộng rãi thoải mái. Và em này độ mới rất là cao này, bác nào yêu thích tông màu đỏ mận thì có thể lựa ngay sản phẩm này, mã C167. Chúng ta đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này nó sẽ là cái kiểu tông màu beo như này, để các bác có thể là tự mình chúng ta quan sát cận chất cũng như là kỹ hơn các cái thiết kế chi tiết của sản phẩm. Mã của em này sẽ là C168, chiều dài là 48, bụng là 70-112, phần ống sẽ là 32cm. Với sản phẩm này các bác mặc quần size từ 25-46 là các bác vừa vặn thoải mái em này luôn. Form dáng của mình cũng là thiết kế form suông ống rộng này, chất liệu thì mềm mịn thoáng mát và cũng rất là dày dặn để đảm bảo cho các bác là mặc lên nó chuẩn chỉnh form dáng. Mã C168, em này thì cũng là sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà xanh Doxy xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.